Dạ thì hôm nay kênh của Thắng Cầu Vlog sẽ quay clip thực tế là đi bắt ốc với bắt cua. Sau đó thì nhóm của Thắng Cầu sẽ nướng ăn tại chỗ luôn chứ không có làm về. Nếu mà quý khán giả thấy hay thì cho một like một share. Hãy theo dõi kênh Thắng Cầu Vlog. Mình giờ mình sẽ đi nha các bạn. Giờ mình đi ra đồng. Xe. Giờ mình đi nha các bạn. Mình sẽ đi vô ruộng nha các bạn. Đây là quê hương của mình. Rồi. Mình chưa. Em gỡ là không có nghe các bạn. Dạ. Giờ mình sẽ kêu mấy thằng bạn, mấy thằng ngồi có cá đó các bạn ơi. Chúng mình sẽ trợ giúp các bạn nghe. Tôi không có cái cục. Rắn luôn kìa anh em, lộn của cá luôn kìa anh em. Lộn luôn, một cá luôn nướng ngon lắm, bạn ơi. Anh bò, anh mở ra đi. Ôi hôm mình có cái trái gì rất là kỳ luôn. Người ta gượt kém kém nha. Mau lên. Cuộc lên cho ta nè bạn. Thì hôm nay kênh có Thắng Cò Vlog sẽ trải nghiệm đi săn ở ngoài. Gặp đú, giỡ đú. Mày cao lên cái bự nha các bạn. Rồi. Ổn đây quý khán giả. Tự mọc nha các bạn. Nè, nghe anh em. Mình sẽ bắt ốc nha anh em. Để bắn nha các bạn. Cầm xa, quấy. Xin chào quý khán giả, thì hôm nay mấy thằng em nó đi bắt ốc bắt cua này, quay thực tế cho quý khán giả xem. Đứng từ từ, không gấp. Chân ngang con. Đi ngang á. Thôi nó quen rồi. Dính, cái liền. Đi thôi là hợp rồi. Quý cầm chạy. Rồi hồi sao về chạy. Ồ, mày đem con cá lên cho đó. Ông vượt ông năm nay nhiêu tuổi là vượt đói. Lên đi con. Đây là chày đất có biết không? Đi cái chày đất đừng đấy. Ngồi chơi đi. Vợ nó bắn chúng rồi chết nè, đuôi mắt á. Ơi có lưới câu nè, về nè. Cái mồi này nó mới nhúm chắc lâu lắm. Nó cứ nhẹp.
đâu. Xa lắm luôn. Tao đi đâu hết tao ơi. Đây đây đây. Hỉnh 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 hỉnh. Hỉnh quý đi lấy đi. Đây. Đây, nó giữ mắt lại nha. Nó. Mày mày không mày mày ghế vô đi, mày dúi vô đi. Cái này nó máy vô hay là chú làm tay? Máy vô làm mấy giờ thời nè. Dạ. Dạ, yeah, các túi từ mấy này qua mấy đó ha. Bắt được hai con cua, cua lẫm vô. Còn bên đây có ai ta? Tòm đi lặng lấy đi. Chờ lấy cây nào quá được. Cây này không cách chơi được à. Sama, sama. Cái này nó đi thẳng vô trong đất của ông sáng luôn không ta? Em cũng đúng rồi. Tức đốt hồi ăn luôn. Yeah. Gạo đó ha. Dạ quá ha. Nhấp vô. Như mại luôn rồi. Để chắc con cầu chơi. Mày xuống đó hả trời. Tao xuống đâu. Họ cho xíu đi về không chơi. Thôi chọc ổng dọn kia nãy. Đi hẳn vào chơi. Cô bạn cầm đây. Chị bạn cầm tay cái video. Thôi, cũng vô kéo chứ. Cái này lửa cũng cháy rồi. Cái này mà tay dập. Mấy đứa này thêm ơi. Bóc này lên. Trời ơi, nó quay nãy giờ luôn. Có lửa chưa chín. Dạ. Vô trống ứng ơi em. Cái này trời lạnh quá mấy anh cũng lửa. Trời trời trời. Để trên luôn. Ai? Ao bơi chơi dắt dơ vô chùa, dơ bù bù dắt dơ ra chợ, dơ em dở chứ dở cho dơ. Cái bài cái bài dở quá. Tao nè, học hỏi theo tao nè. Ao bơi chơi dắt dơ vô chùa, dơ bù bù dắt dơ ra chợ, dơ em dở chứ dở cho dơ. Bà cô, bà cô, bà cô, bà cô bỏ chắc mày bù rẻ ra tao cô mày liền. Cái này không có tạo gì nước rồi kìa. Khoan mày ơi, được rồi. Chân. Mày phải nướng cá. Hỏi tao nè. Trời ơi. Ơi cái này đi lùi lấy ra đi. Đây đại mẹ đi. Rồi nó hành rồi đứa nào ăn được hết. Ê ha lá chuối, lá chuối sạch. Rồi. Ăn đi, ăn đi. Được rồi. Ăn đi. Nín cái trái cua nè. Ôi lên cua ra. Dạ mà bay. Dạ tao phải chặt lấy chuối nữa. Mày đã ăn là kiểu rồi. Thời đại. Bọn cá tao ăn cho. Được, chuối chín. Thế nhưng trong đó là tao với anh Tèo xuống ngu á, mày có xuống không? Ừ đúng rồi, nó có đồ quay nghe, cầm cái hộp của hậu mày. Mày ra khách đó mà. Muốn mày á. Mày, tao với Tèo xuống dưới á. Lấy nước chọi đi. Chưa từ từ, đây đây đây. Mày ăn lớn ăn chưa? Đây con này ba. Đây. Mày làm cho con coi nè. Từ từ. Mày à, khó ghê nè. À, trứng trứng. Ôi, trứng chưa chín. Chưa trứng trời. Trời ơi. Đây 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 đây. Ăn á, mời các bạn nha. Trời trứng kìa không ăn luôn kìa. Mày ăn ăn. Con làm trong tiệm cá cái tèo. Ăn cá anh tèo. Nước quèo nước đi. Trời ốc khô chín chết luôn rồi. Ờ miếng cam cái ăn coi. Ăn nè. Mời các bạn ăn đi. Ăn bậy ngày chứ trời. Mời các bạn nha. Nóng quá. Nóng. Ăn đi bay. Má ăn. Bây giờ. Ngon quá. Ăn miếng này. Nghe chưa? Cảm ơn. Ngon. Đây. Ngon ha. Kệ ăn cái mực. Ăn đi. Cái cầm này con ăn cái đuôi. Ok chết. Ngon. Ơi trời trời trời. Ôi giời. Bỏ lên đây nè. Rất là ngon. Ăn không đủ cho tim mình nữa.
có khi mua vài cá luôn mẹ ơi. Đau quá. Dạ, bệnh hả? Đụng má nguyên bữa nguyên cá bự đấy này heo mày. Con nhỏ ăn miếng kìa. À, bé ơi. Con ốc nè. Nóng. Đây đâu, đây nè, bên miếng này trời. Để cho nó đi. Ăn cắn được thôi. Ơ đụng. Con lấy cho tôi đi. Sẽ ăn. Ăn xong mới cắm nhang cho cá. Để nó đi có khói. Giờ cá hết rồi. Hết rồi các bạn ơi. Con ốc nó cũng hết rồi. Chưa cái đầu ơi. Ê, à, đứa wow, ở đây có một cục số con ốc. Mấy ốc nãy có ốc là vui vàng không? Không, có. Con này nè, nãy cảnh ăn nè. Thôi cái mại không tao ăn gì đâu. Có thể ba con luôn á. Cái gì? Con mại nó có gì đâu, ngột kìa, ốc trứng á. Mình đang tìm trong đây còn sót cá nhiều lắm, nãy mình thấy. Bạn à. Mình các bạn nha. Mời các bạn nha các bạn. Mình đang tìm cũng có một con cá nào sót trong đây hết các bạn ơi. Thôi vẫn còn một con ốc ốc rắn nè. Nó chết rồi. Nước lửa phải chết. À bơ chơi dắt dê vô chuồng, dê buồn buồn dắt dê ra chợ. Dê dê hèm vợ cứ vợ chơi dê. Chào các bạn, clip đây là cái đống với các bạn không nên ra đường vì nhỏ ở nhà ông Huy nha các bạn. Nhớ ra đây đồng chơi nha các bạn. Ở đây nha các bạn. Quẩy kiểu mình cái nắm mất tiêu nghe cha. Cái này nghe không mà. Mấy giờ rồi, mấy giờ rồi. Phan. Quay quay đường về luôn. Về luôn. Cái mồm tao. Quay trước cầu. Nha. Quay tắm xong luôn mày. Nha. Các bạn. Từ. Mở nước dần lên. Mới học mà. Quý đem chết dùm quý. Tới nhà quý khán giả.